rồi anh ạ. Úi dồi ôi, chắc tôi chết rồi. Lấy đâu ra tiền? Của ông bố tổ nhà em ạ. Úi dồi ôi, lần thứ mấy rồi em ơi? Thứ ba, thứ bốn rồi ạ. Cứ mỗi lần sang nó lại mất, tôi lại mất mấy triệu. Úi dồi ôi. Gì đâu. Hay thôi em ơi, chắc cứ cầm về đi. Rồi anh lại nói thế anh. Anh trêu đấy. Ok, má ơi, lại là năm hào, năm 76. Không biết em còn không? Em nói thật đi. Hết rồi, em hết rồi. Anh, chắc không? Anh phải tin em. Uy tín không? Uy tín. Nhưng mà lần trước em cũng nói vậy mà. Thì em cũng uy tín mà. Rồi ôi, à này mặt y hệt vào Kỳ Anh luôn rồi chứ. Anh sao anh lại nói thế? Tiếc là Kỳ Anh có vợ rồi chứ không anh sẽ giới thiệu cho em ấy. Được, anh cứ đùa. Ok nha.